Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với Tin Hit TV, nơi liên tục cập nhật những tin tức hot nhất và mới nhất trong ngày và trong tuần. Bệnh nhân ngừng tim, tử vong sau mổ tay. Cho rằng nguyên nhân tử vong của bệnh nhân có nhiều bất thường, người nhà đã vây kín bệnh viện đề nghị làm rõ. Khuya ngày 9 tháng 5, người nhà đã vây kín Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội để đề nghị lãnh đạo bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Vương Đình Cường, 37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội. Gia đình cho biết, trước đó, ngày 8 tháng 5, bệnh nhân tham gia giao thông và ngã xe máy nên gia đình đưa đến Bệnh viện Quốc Oai Hà Nội thăm khám. Tại đây, các bác sĩ thông báo xương phía tay phải, gần bả vai bị gãy và cần phẫu thuật. Gia đình xin cho bệnh nhân chuyển ra Bệnh viện Việt Đức, nhưng các bác sĩ tư vấn chỉ là chấn thương nhẹ, ra Bệnh viện Việt Đức sẽ phải chờ chứ chưa được mổ ngay. Vì vậy, gia đình đã đưa bệnh nhân đến khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các bác sĩ tư vấn cho người nhà cần phải phẫu thuật để ổn định chấn thương. Gia đình đồng ý và đóng 40 triệu đồng chi phí mổ và điều trị cho đến khi ra viện. Khoảng 9 giờ ngày 8 tháng 5, bệnh nhân được thực hiện ca phẫu thuật. Đến 13 giờ, bác sĩ thông báo ca mổ thành công tốt đẹp. Gia đình xin được vào thăm thì không được đồng ý. Đến 13 giờ 30 phút, gia đình phát hiện bệnh nhân nằm một mình trong khoa hồi sức trong tình trạng trạng tím tái, bụng trướng to. Thấy vậy, người nhà hô hoán cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều muộn cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong. Gia đình cho rằng, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Cường có nhiều điểm bất thường, bởi với vết thương được cho là đơn giản, lại được thông báo đã thành công thế nhưng vẫn tử vong. Vì vậy, người thân đã vây kín bệnh viện đề nghị làm rõ. Liên quan đến vụ việc trên, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua báo cáo nhanh của bệnh viện, bệnh nhân Vương Đình Cường nhập viện ngày 8 tháng 5 trong tình trạng có chấn thương ở tay và được phẫu thuật. Sau ca mổ, bệnh nhân bị dừng tim đột ngột, sau đó dù được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không qua khỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức của chúng tôi. Xin hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tin Hit TV của chúng tôi. Và đồng thời quý vị và các bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất từ chúng tôi, ngay khi chúng tôi ra video mới. Xin chân thành cảm ơn.